thấy gì có việc Quốc hội bầu đại tướng Lương Cường thay cho Chủ tịch nước Tô Lâm. Cuối cùng thì các đồn đoán về việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phải chấp nhận trao trả chức vụ Chủ tịch nước cho lãnh đạo khác hay vẫn tham quyền cố vị cũng đã có câu trả lời. Chiều ngày 21 tháng 10, Quốc hội Việt Nam đã bầu Thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường làm Chủ tịch nước mới, và ông Lương Cường đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội. Trước giờ Quốc hội bỏ phiếu vẫn có hy vọng cho Đại tướng Phan Văn Giang, một nhân vật nhận được sự tín nhiệm lớn từ Quốc hội và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Như vậy, trong nhiệm kỳ Đại hội 13, chỉ trong vòng có hơn 3 năm, Việt Nam đã có 3 chủ tịch nước lần lượt phải thôi chức với các lý do khác nhau, đồng thời ghi nhận thêm một kỷ lục của Đảng Cộng sản Việt Nam khi Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiệm cửu nguyên thủ quốc gia ngắn nhất, chỉ vẹn vẹn có 5 tháng mà thôi. Việc nhà nước Việt Nam tiến hành nhiều hoạt động cho thôi chức cũng như bổ sung chức danh Chủ tịch nước đã phản ánh một tình trạng bất ổn chính trị. Hệ thống chính trị Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng kéo dài và chưa có hồi kết. Nếu chức Chủ tịch nước song hành với vai trò Tổng Bí thư của Tô Lâm, chắc chắn sẽ gia tăng quyền lực và hiệu quả trong việc điều hành đảng với vai trò nguyên thủ quốc gia cũng như thống lĩnh các lực lượng vũ trang. Việc trước khi rời ghế Chủ tịch nước khoảng 24 tiếng đồng hồ, ông Tô Lâm đã phải vội vã ký phong hàng loạt tướng lĩnh. Điều này cho thấy sự kiêm nhiệm hai chức vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao ông Tô Lâm không thể tiếp tục kiêm nhiệm cả hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước? Theo giới phân tích quốc tế, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam muốn duy trì cơ chế tập trung dân chủ và nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách để tránh tập trung quyền lực quá nhiều vào một người sẽ dẫn đến tình trạng độc tài, độc đoán. Tuy nhiên, bản chất của vấn đề không hẳn như vừa diễn giải kể trên. Tại sao sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vào năm 2018, lập tức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nắm giữ cả hai chức vụ này tới nhiệm kỳ Đại hội 12 mà hoàn toàn không có ý kiến phản đối trong đảng? Điều đó cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm với năng lực, kinh nghiệm và bề dày lãnh đạo, đặc biệt là vấn đề đạo đức, tư cách và phẩm chất, chưa đủ để thuyết phục số đông lãnh đạo cấp cao nghe theo. Mới đây nhất, bất chấp các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, vào ngày 21 tháng 10, trước khi rời ghế Chủ tịch nước, ông Tô Lâm đã ký quyết định phong quân hàm đại tướng cho Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Điều đáng nói chỉ trong vòng hơn 2 năm, từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 10 năm 2024, tướng Quang đã từ thượng tướng trở thành đại tướng, mặc dù theo quy định là ít nhất phải 4 năm, và ông Tô Lâm đã bất chấp tất cả để làm như vậy cho người đồng hương Hưng Yên của ông lên hàm đại tướng. Hơn nữa, Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an mới được vài tháng là được thăng hàm cấp đại tướng, trong khi trước đây Tô Lâm vẫn chỉ là thượng tướng trong suốt 3 năm đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Điều đó cho thấy sự bất thường trong việc thăng quân hàm đại tướng cho ông Lương Tam Quang. Ngoài ra, cuộc họp tại Quốc hội có nhiều diễn biến khá bất thường. Đáng chú ý, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trước Quốc hội với một bài diễn văn khá dài. Ông Tô Lâm khẳng định thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Theo một số nhận định, quan điểm và kể trên của Tổng Bí thư Tô Lâm có thể sẽ là điều gây khó khăn cho tân Chủ tịch nước Lương Cường trong thời gian sắp tới. Việc Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương mới đây được phong đại tướng cho thấy khả năng cao tướng Nguyễn Tân Cương sẽ thay tướng Giang trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tướng Phan Văn Giang sẽ nghỉ vì lý do sức khỏe như Thời báo đã đưa tin trước đây. Tại sao cần trưng cầu dân ý với dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam? Dự án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam là một dự án rất lớn với vốn đầu tư lên tới 67 tỷ đô la. Cho dù lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam nhiều lần trấn an rằng đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ được xây dựng bằng nguồn nội lực trong nước, không vay vốn từ nước ngoài, nhưng có nghi ngờ cho rằng Trung Quốc sẽ là nhân tố bí mật và sẽ lộ diện ngay khi có cơ hội thuận tiện. Bởi lý do ngoài Trung Quốc ra, Việt Nam khó có thể tìm được một đối tác nước ngoài nào có khả năng cung cấp tín dụng và công nghệ cho đại dự án này. Ngoài ra, cũng vì sự áp đặt và sự gấp rút của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cụ thể vào ngày 7 tháng 10, kết luận của Thường trực Chính phủ cho biết dự án này đã được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất chủ trương. Đồng thời, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng Thẩm định Nhà nước trước ngày 10 tháng 10, để sau đó trình Chính phủ vào ngày 18 tháng 10. Theo giới chuyên gia nhận định, một dự án xây dựng đặc biệt quan trọng, có vốn đầu tư hàng chục tỷ đô la mà chỉ thẩm định vẹn vẹn trong vòng có một tuần, thì quả là không thể tưởng tượng được. Chưa kể vấn đề phương án kỹ thuật của dự án mà Chính phủ đưa ra vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi. Câu hỏi đặt ra là tại sao ông Phạm Minh Chính
vì lý do gì đã kiên quyết khẳng định rằng chỉ bàn làm, không bàn lùi? Phải chăng có sự thúc đẩy của ban lãnh đạo Bắc Kinh? Ngoài ra có nhiều ý kiến nhận thấy chính quyền cần tổ chức trưng cầu dân ý về đại dự án này. Luật trưng cầu dân ý Việt Nam đã ban hành một cái hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 vừa được đánh giá là sự thể chế hóa quyền lực dân chủ trực tiếp của công dân đã được hiến pháp quy định. Tuy nhiên, kể từ đó cho đến nay, bộ luật này chỉ tồn tại trên văn bản và không được chính quyền áp dụng một lần nào. Theo kế hoạch, Quốc hội Việt Nam khai mạc vào 21 tháng 10 sẽ xem xét và thông qua nghị quyết kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây là lần thứ hai dự án này sẽ được Quốc hội xem xét và thông qua. Lần thứ nhất vào ngày 19 tháng 6 năm 2010, sau khi đã có sự chấp thuận của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình Quốc hội với chi phí đầu tư khoảng 58 tỷ đô la. Nhưng có tới 208 người trong tổng số 439 đại biểu Quốc hội, chiếm tỷ lệ 41% đã bỏ phiếu không tán thành. Tham vọng ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa ở Sài Gòn của ông Ba Dũng đã phá sản. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu báo trước cho thấy Quốc hội lần này sẽ không phản bác dự án này như cách đây 14 năm. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ được Quốc hội thông qua với lý do các đại biểu Quốc hội hiện nay chỉ là những nghị gật theo chỉ thị của Đảng. Lần này, khả năng cao dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ được triển khai bất chấp các cảnh báo của giới chuyên gia, kinh tế cũng như kỹ thuật. Đây sẽ là một cái chết được báo trước. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ gây ra tai họa gấp hàng trăm, hàng ngàn lần dự án đường sắt trên cao Cát Linh, Hà Đông, với chiều dài chỉ vẹn vẹn có 14 km như đã thấy. Kể cả vấn đề đội vốn thêm nhiều chục tỷ đô la cũng cần phải được lường trước. Các quan chức lãnh đạo Việt Nam rồi cũng sẽ hoàn toàn vô can và được hưởng những món lãi quả khổng lồ. Ở chiều ngược lại, mọi sự thiệt hại đều phải trả bằng những đồng tiền thuế đẫm mồ hôi và nước mắt của hàng trăm triệu người dân Việt Nam. Bài học cho Tô Lâm: Tổng thống Indonesia không liên kết chỉ về lợi ích của đất nước và người dân. Trong bối cảnh sự cạnh tranh tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng, xu thế chung của các quốc gia trên thế giới là phải chọn phe hoặc Mỹ hoặc phương Tây, hoặc phe độc tài như Trung Quốc hay Nga. Tổng thống Indonesia Widodo đã thực hiện thành công của chính sách đối ngoại riêng cho quốc đảo này, điều gì đã khiến cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều phải kiêng dè họ. Đây là bài học rất có ý nghĩa với mọi quốc gia, đặc biệt là Việt Nam nói chung và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói riêng. Trong bối cảnh sự bất đồng giữa Hà Nội và Bắc Kinh đã gia tăng đến mức độ đáng kể, được đánh giá ở mức xấu nhất kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Nguyên nhân chính là do sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của tân lãnh đạo Việt Nam với chủ trương nghiêng về Hoa Kỳ và phương Tây, đồng thời rời xa Trung Quốc. Theo giới phân tích, việc Hoa Kỳ được cho là hết lòng ủng hộ Việt Nam thực ra chỉ là một chiêu thức của Mỹ nhằm lôi kéo Hà Nội rời xa Bắc Kinh. Mỹ và Việt Nam có thể chính trị trái ngược nhau, do vậy đây là mối quan hệ đồng sàng dị mộng. Vậy điều gì mới có thể giúp Việt Nam độc lập tự chủ, không lệ thuộc vào các cường quốc, thoát hẳn tình trạng rối rắm tơ vò hiện nay? Vào ngày 17 tháng 10, tạp chí Far Right có bài bình luận với chủ đề "Vị Tổng thống không bao giờ đứng bởi phe nào" của tác giả Ben. Theo tác giả, ông Joko Widodo là một tổng thống hiệu quả và được ngưỡng mộ nhất trong số 5 tổng thống của Indonesia kể từ khi nước này trở thành quốc gia dân chủ vào năm 1998. Trong suốt 10 lãnh đạo quốc gia, Tổng thống Widodo đã vô cùng nổi tiếng, nhất là với những thành tựu kinh tế cũng như việc mở rộng dịch vụ y tế và giáo dục cho công chúng. Điều đó khiến cho ông Widodo trở thành một trong những lãnh đạo được yêu thích nhất trong thế giới tự do và dân chủ. Đáng chú ý, ông Widodo đã tạo ra Indonesia cho một con đường đi riêng giữa các cường quốc, coi trọng sự độc lập, không liên kết và quyền lợi của quốc gia cũng như của người dân là điều kiện tiên quyết trong quan hệ đối ngoại. Theo giới phân tích quốc tế, ông Widodo đã định hình chính sách đối ngoại của Indonesia, chống lại quan điểm cho rằng những quốc gia đang phát triển phải lựa chọn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trái ngược với những ý nghĩ của ông Tô Lâm, Tổng thống Widodo không bao giờ tham dự trực tiếp các phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông cũng thường tránh sử dụng lời lẽ ngoại giao khoa trương, tránh các hội nghị thượng đỉnh quốc gia và tập trung vào việc tham dự những diễn đàn kinh tế lớn để mời chào các nhà đầu tư cho Indonesia. Là một chính khách thực dụng, ông Widodo cam kết biến Indonesia trở thành điểm tựa hàng hải toàn cầu. Khi xảy ra va chạm giữa Bắc Kinh với Hà Nội trên Biển Đông, ông chọn sự im lặng vì cho rằng những cuộc đụng độ trên Biển Đông sẽ có lợi làm gia tăng giá vận chuyển và bảo hiểm cho các công ty của Indonesia. Đây là lý do khiến Indonesia
không luôn được ông Tập Cận Bình, các nhà đầu tư Hoa Kỳ, phương Tây o bế, bất chấp cảnh báo trước đây cho rằng ông Widodo đang chọn Trung Quốc thay vì Hoa Kỳ. Mới đây, hãng công nghệ Microsoft quyết định đầu tư dịch vụ đám mây trị giá tới 1,7 tỷ đô la tại Indonesia. Trước đó vào tháng 4 năm 2024, giám đốc điều hành Tim Cook đã đến thăm Việt Nam với nhiều hứa hẹn tốt đẹp, nhưng ngay sau đó, tập đoàn Apple lại khẳng định sẽ đầu tư nhà máy tại Indonesia. Vì lợi ích quốc gia và người dân Indonesia, chủ trương không phụ thuộc, không liên kết với các cường quốc của vị tổng thống này được đánh giá là đi trước thời đại. Điều đó cho thấy những quốc gia châu Á như Việt Nam vẫn có thể tránh được sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Đây là bài học cho ông Tô Lâm cũng như cho giới lãnh đạo Việt Nam để thoát ra khỏi khủng hoảng như hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin bài học cho Tô Lâm, tổng thống Indonesia không liên kết chỉ vì lợi ích đất nước và người dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.